với diện tích phòng dưới 20m2 mà muốn lắp điều hòa nội địa Nhật hàng VIP thì sẽ chọn đen nào? Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho Nhật. Ngày hôm nay thì để chiên khách hàng, tôi sẽ giới thiệu đến đến cho các bạn một mẫu điều hòa máy 12.000 BTU lắp cho phòng dưới 20m2. đen cao cấp nhất đến thương hiệu Daikin với thiết kế full tính năng, hàng mới nguyên thùng. Và tôi sẽ bán chiên cho các bạn với một mức giá rẻ không tưởng luôn. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là mẫu điều hòa này nó sẽ được tích hợp những tính năng gì hay và giá cụ thể là bao nhiêu các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem về cái công suất của nó. Thì đây là một mẫu máy các bạn nhìn này, đầu máy là đầu máy 28 nhé. Thì tương đương với lại máy 12.000 BTU. Còn nếu chúng ta tính theo HP hoặc ngựa thì nó tính ở khoảng tầm 1,5 ngựa. Lắp cho phòng dưới 20m2 và tốt nhất cho phòng khoảng tầm 17m2. 15-17m là tốt nhất. Và tất nhiên là chúng ta lắp phòng càng nhỏ thì nó hoạt động càng hiệu quả thôi như tôi chia sẻ ngay từ đầu clip ấy, thì đây là một mẫu điều hòa phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu Daikin nên nó được tích hợp rất nhiều tính năng hay chúng ta nhìn ở ngoại hình thôi chúng ta đã thấy nó rất đặc biệt rồi đúng không ạ các bạn nhìn này đầu cái cục nóng này thôi nó rất to các bạn nhé siêu to khổng lồ luôn tôi quay như này có thể các bạn nhìn nó không rõ nếu các bạn đến xem trực tiếp các bạn sẽ thấy nó rất to luôn nhé nó phải to bằng một cục nóng của máy 24.000 đó bằng một cục nóng máy 24.000 vì là để mà hoạt động được các cái tính năng và đảm bảo công suất làm lạnh của một con máy phu chức năng thì nó phải to như thế này các bạn ạ còn những con máy thường thì tất nhiên rồi nó sẽ nhỏ hơn các bạn nhìn rất là đồ sộ cả mặt lạnh cũng rất là to các bạn nhé chúng ta xem ngoại hình của nó một chút nó to nhưng nhìn nó không thô nhìn nó rất là nghệ thuật các bạn ạ các cái đường nét này thiết kế rất là là chỉnh chu và có một cái nếu như chúng ta nhìn ở những mẫu đường hòa đai Kinh này chúng ta thấy một cái sự đầm đầm chắc thiết kế rất là chắc chắn từ nhựa như này đấy À, nếu mà với cảm quan của tôi thì nó chắc chắn hơn Pana rất nhiều nó không có sự phồng phành từ tất cả các chi tiết nhựa thiết kế của nó này. rất là chắc chắn đấy là thiết kế bên ngoài nói thật là thiết kế bên ngoài thì không quá quan trọng tại vì cái cục nóng này chúng ta sẽ để ở bên ngoài trời rồi Mặt lạnh thì để ở trong nhà thì trong nhà treo trên tường chúng ta ít khi chúng ta để ý nó đúng không ạ và nếu mà đã để ý nó thì chúng ta thấy là nó rất đặc biệt đúng không ạ nếu như mà có khách mà vào chúng ta sẽ biết ngay là cái điều hòa này không phải là những cái mẫu điều hòa phổ thông ở Việt Nam vì Việt Nam chúng ta ra siêu thị chúng ta không thấy có những mẫu điều hòa như này với những cái mẫu điều hòa của việt nam ấy thì hai chiều đóng lạnh tiết kiệm điện inverter ấy, là cái mẫu điều hòa đắt tiền nhất rồi đấy thì ở nhật ấy, thì tính năng này chỉ là tính năng cơ bản thôi còn với những cái mẫu điều hòa phun tính năng như này thì bên cạnh những cái tính năng cơ bản đấy ấy, nó sẽ có tích hợp rất nhiều những tính năng hiện đại để tốt cho sức khỏe ví dụ như là mắt cảm biến thân nhiệt người này đấy thì nó sẽ cảm biến các cái khu vực mà phát sinh ra nhiệt ở trong phòng ví dụ như là khu vực có người này khu vực cửa sổ này hay khu vực tường mà dính nắng này đấy để nó điều tiết gió hay là điều tiết cái khí lạnh làm sao mà cho nó phù hợp nhất tiết kiệm điện nhất và tốt sức khỏe nhất đấy là rất là hay trong đây thì nó sẽ có đảo gió đa chiều các bạn nhé đảo trong đảo ngoài và tất cả các lá đảo này đều có motor độc lập hết đây là phụ kiện của máy các bạn nhé đấy, sẽ có khiển này đây khiển zin của nó đây nó dính bằng dính chặt rồi tôi không muốn bóc ra nữa khiển zin của nó các bạn nhé khiển zin theo máy đó đây là các phụ kiện như là giá treo này à, có pin này ốc vít này à, lưới uh, để lọc than hoạt tính lọc không khí này sách hướng dẫn nhìn ở khu vực trên này chúng ta thấy là nó sẽ có công nghệ timer là một cái công nghệ mà lọc không khí khử mùi diệt khuẩn và công nghệ tích điện độc quyền của Daikin nếu như các bạn mà đang dùng một cái mẫu lọc không khí của Daikin thì các bạn hãy xem nó sẽ dùng cái công nghệ này để lọc không khí và ở mẫu điều hòa cao cấp này nó sẽ được tích hợp công nghệ timer này đấy để chúng ta lọc không khí và công nghệ tích điện khử mùi diệt khuẩn cực kỳ tốt luôn nên khi chúng ta vào những phòng điều hòa mà có những con điều hòa của Nhật như thế này, của Nhật nói chung và những con điều hòa cao cấp như thế này nói riêng chúng ta sẽ thấy là không khí cực kỳ trong lành và dễ chịu luôn. Hệ thống auto clear, bình thường tôi sẽ lật cái lắp nhựa lên cho các bạn xem nhưng nó đang dính bằng dính rồi chúng ta sẽ xem từ đằng sau này. Hệ thống auto clear tự làm sạch lưới. Nó sẽ tự động làm sạch cái lưới này các bạn nhé và chúng ta không cần làm thủ công để đảm bảo không khí nó luôn được uh, lưu thông và đảm bảo cái khí lạnh. Đấy là thiết kế của nó nhìn chung là đây là tôi chỉ nói những cái tính năng chính thôi đấy. còn nếu như mà xét ra nó còn rất nhiều tính năng khác à bên cạnh đó còn có một tính năng cũng rất là quan trọng đấy chính là tính năng cân bằng độ ẩm bình thường những mẫu điều hòa việt nam chúng ta dùng ra thấy rất là bị khô đúng không ạ lạnh buốt khi chúng ta ở chúng ta thấy là rất là buốt ra thì những cái mẫu điều hòa này nó kiểm soát độ ẩm cực kỳ tốt luôn những cái mẫu điều hòa thông thường nó đã kiểm soát độ ẩm rất tốt rồi chứ đừng có nói là những mẫu phun uh, chức năng như này những hàng vip phun chức năng này thì cảm biến của nó tốt hơn và nó sẽ kiểm soát độ ẩm tốt hơn rất là nhiều và tất nhiên rồi, cho dù là nói hay đến mấy đi chăng nữa thì cái cuối cùng mà chúng ta cần ở đây chính là chất lượng không khí, đúng không ạ? Thì những cái mẫu điều hòa như thế này nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng không khí cực kỳ tuyệt vời. Tốt vào sức khỏe, lạnh nhẹ dịu, dễ chịu, không bị khô da. Đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Tiết kiệm cho chúng ta khoảng 40% tiền điện, tôi cam kết điều này. Nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta chấp nhận đầu tư ban đầu nhưng sau này thì lợi nó sẽ mang lại rất là lâu dài. Vì một mẫu điều hòa như này chúng ta sẽ dùng khoảng vài chục năm Bỏ tiền ra một lúc thì cũng sót thật đấy Thế nhưng mà giá trị lâu dài các bạn ạ Đến một cái uh, thông tin mà rất là quan trọng Đấy chia thông tin về giá đúng không ạ Thì một cái mẫu điều hòa full chức năng phiên bản cao cấp nhất hàng nội địa của Nhật này Đến từ thương hiệu Daiki này nó sẽ có giá là bao nhiêu Nếu các bạn mà đi tham khảo Hoặc các bạn search cái mã này Để chúng ta xem giá ở bên Nhật Chúng ta thấy là giá cực kỳ cao luôn Đúng không ạ Thế nhưng mà trong clip này đó, Thì tôi sẽ để cho một các bạn cho các bạn một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và bất ngờ. Đó chính là giá 24 triệu 800 nghìn. 24 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Đấy, bình thường ấy, thợ nhập vào chưa chắc đã nhập được cái mức giá này. Tôi nói luôn giá nhập nhé. Giá nhập chưa chắc đã nhập được mức giá này chứ đừng có nói là giá bán. Đấy, và trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ mua được với mức giá là 24 triệu 800 nghìn. Còn nếu ai nói là hàng lỗi hay là hàng kém chất lượng thì tôi dám cam kết là một đền 10 luôn nhé. Có nghĩa là nếu như mà các bạn phát hiện ra đây là hàng lỗi hàng kém chất lượng hàng thải hồi hay bất kỳ một cái hàng gì đấy thì tôi sẽ đền các bạn gấp 10 lần giá trị cái máy này luôn thế các bạn hoàn toàn yên tâm đúng không ạ thứ nhất là chất lượng là phải đảm bảo hàng đầu rồi thứ hai là giá thành của nó cũng sẽ là đảm bảo các bạn ạ đó nếu các bạn quan tâm thì các bạn hãy nhanh tay đứng ra sở hữu mẫu điều hòa cao cấp này cho phòng ngủ chúng ta nhé để nâng cao giá trị cuộc sống các bạn nhé sức khỏe luôn luôn là cái thứ đầu tư mà luôn luôn có lãi và quan trọng các bạn hãy theo dõi các clip tiếp theo của tôi để xem các siêu phẩm hàng nội địa nhật vừa về tại kho nhật Bì Huy vâng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip vừa sau